Việc lau chùi và cọ rửa tốn quá nhiều thời gian và công sức. Không những thế, các vết bẩn và dầu mỡ vẫn chưa được lau sạch hoàn toàn. Bàn chải cọ rửa tự động sẽ là giải pháp hiệu quả dành cho bạn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức lau chùi gấp 10 lần thông thường. Với 3 đầu thay khác nhau, lông cứng, mút xốp mềm và vải mịn giúp bạn dễ dàng cọ rửa, lau chùi trên mọi bề mặt. Mặt bếp, nhà vệ sinh, chén bát, xe máy, lau cửa kính, ghế sofa, chỉ cần bấm nút và để máy làm thay bạn công đoạn chà rửa mệt nhọc. Với công suất quay đến 1.000 vòng một phút đánh bay mọi chất bẩn mà đầu bàn chải chạm vào. Khả năng chống nước và sạc USB sử dụng đến 8 giờ. Giờ đây bạn không cần phải tự tay cọ rửa, lau chùi mệt nhọc như trước nữa. Hiện sản phẩm đang được giảm 50%. Nhấn vào liên kết để sở hữu ngay.